25 Tết Quý Mão, tức là 4/2/2024. Quỳnh Cô Đức dùng máy của Quỳnh, Quỳnh nhớ bố này Cô Đức nha. Ủa ba đủ lấy máy Quỳnh ba bố rồi mà. Không, gửi vô cho ba đang ở ngoài. Trên kỳ này quét không có ý kiến cái cò nha. Cô quét đúng đúng theo sắp đặt con nhận được cái ý kiến cái cò đó. Rồi nó máu quét, rồi nó máu quét gì đó nha. Ủa, cái thùng. Ủa, không? Đây, quay cái tâm đây. Cô đứng quay cái tâm có tham gia lao động ra là hai đứa. Sắp làm việc kiệu rồi, không chịu làm hả? Thằng Quy đâu rồi? Ủa rồi, cho Quy với lại Khánh Tâm. Còn hai cô này đóng vai trò gì? Con ra phụ anh vậy. Bà bầu này đóng vai trò gì? Nay lực lượng có hỗ trợ của cháu rể chính, cô thêm cô đóng ruộng con kìa. Cô nói con làm cho nhiều nhà quá, cô đóng ruộng quá. Cô nói thôi năm nay cho nó tham gia, năm sau không cho tham gia nữa. Rồi hai ông kia đâu, hai ông Gia Quy với Khánh Tâm đâu, phụ mẹ hả?